Thú chơi âm thanh đó, có lẽ là thú chơi gây tranh cãi nhiều nhất. Đơn giản thôi, bởi vì giá trị của những sản phẩm âm thanh, có người thì thấy nó đắt, có người thì thấy nó rẻ, phù hợp giá tiền. Nhưng mà bây giờ hôm nay á, thì Audiolab sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm âm thanh mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, đó là cái giá quá đẹp. Đẹp về cả ngoại hình, đẹp về cả tính năng, và quan trọng nhất đó là đẹp về cả âm thanh nữa. Thì đó là con Marantz Stereo 70S. Là sao một cái sản phẩm này mà là cái giá 25 triệu mà đẹp đến như vậy, và nó đáng mua đến như vậy, thì bây giờ mời mọi người cùng theo dõi video nha. Thì đầu tiên mình muốn là gửi lời cảm ơn đến Neo Cafe cũng như là Đông Thành Họ Phúc đã hỗ trợ cho tụi mình để có thể quay một cái bộ dàn khá đặc biệt như thế này. Bởi vì cái bộ dàn này là một bộ dàn tập hợp của những sản phẩm có thể gọi là đầy những cái giá trị price performance quá tốt luôn. Đầu tiên thì chắc mình phải nói đến là con Project Debut Carbon Evo, một cái tên có thể gọi là khá là dài. Nhưng nếu mà hôm trước các bạn có coi video mà mình nói về cái sản phẩm bóng thang mà đáng mua nhất cho nhà hàng, khách sạn hoặc quán bar, quán cà phê á, thì lúc nào mình cũng nói đến đó là con Project Debut Carbon, có thể là con Pro hoặc là con như hôm nay là con Evo. Bởi vì sao? Thứ nhất, âm thanh nó đẹp, nó bền, nó dễ sử dụng là một. Thứ hai nữa là nó có rất nhiều màu sắc. Như cái bảng ở đây á, nó có cái màu là màu xanh, có thể gọi là xanh lá, xanh rêu đó, thì nó sẽ hợp với những người mà mộc mà hỏa đó. Nói chung có rất nhiều màu, ngũ hành ai chơi cũng được. Mà chất lượng build và chất âm thì có lẽ gọi là miễn bàn đi ha. Ở dưới thì các bạn sẽ thấy đây, bên cạnh con Marantz Stereo này có một cái hộp rất nhỏ là con Phonobox S2. Cái giá nó khoảng 6 triệu thôi nếu mình nhớ không nhầm. Nhưng mà cho cả MM, MC và quan trọng nhất đó là cái Made in EU. Thực sự cái này mình thấy một cái đánh giá cũng quá tuyệt vời rồi, 6 triệu mà Made in EU. Và ở dưới cùng thì các bạn sẽ thấy đó là không chỉ có bộ dàn này, nó không chỉ chơi cái đĩa thang mà nó còn chơi đĩa CD nữa. Đó là con Project CD DS3 này. Thật ra con DS3 này là một con mà mình nghĩ 25 triệu nhưng mà cơ đĩa của nó, mạch dài mã của nó đều rất tốt. Và cũng giống như con 6 triệu là Made in EU. Và cái đôi loa bookshelf này nè, cũng là đến từ châu Âu nhưng mà đến từ Anh Quốc, cũng đến từ cái thương hiệu loa danh tiếng nhất thế giới, đó là Bauer & Wilkins, hay mọi người hay còn gọi nó cái tên viết tắt đó là BNW đó. Và BNW 606S3 này, đây là một trong hai con loa rẻ nhất của Bauer & Wilkins, nhưng nó vẫn mang trong mình những cái dòng, những cái công nghệ cao cấp nhất luôn. Đầu tiên có cái màn loa Continuum này, các bạn nhìn thấy cái màn loa này, đây là cái màn loa thể hiện cái giá trị và cái chất lượng của danh tiếng của Bauer & Wilkins, nghe rất là tuyến tính là một. Thứ hai nữa, cái điều đặc biệt mình thấy quan trọng nhất đối với cái dòng 606S3 này, nó mới ra mắt ở đây không lâu thôi, nếu mình nhớ không nhầm, nhưng mà cái tricker này nó là tricker Titanium, nó cao cấp hơn so với những dòng thế hệ trước đây. Những cái dòng mà từ S2 nó vẫn là cái màn, nếu mình nhớ không nhầm, là màn nhôm truyền thống thôi. Bây giờ đến chào S3 nó là Titanium rồi, nên các bạn sẽ nghe thấy được cái độ chi tiết và tốc độ nó được cải thiện hơn rất là nhiều, đặc biệt là ở độ kỹ thuật. Tuy nhiên nãy giờ mình đi lòng vòng, đi vòng ngoài hơi nhiều rồi, bây giờ mình đến nhân vật chính nha. Đó là con Marantz Stereo 70S, một cái sản phẩm mà nói thiệt mình rất bất ngờ luôn, bởi vì vừa giới thiệu cách đây khoảng 2 tuần thôi nhưng mà bây giờ đã có hàng ở Việt Nam luôn rồi. Thực sự một cái điều mình lúc mà mình nghe bên Đông Thành Họ Phúc cũng như là bên quán cà phê nói là ok có hàng rồi em ơi, kiểu mình thấy thực sự bất ngờ luôn. Bởi vì đơn giản thôi, con này là một sản phẩm của thương hiệu Nhật, có thể bán tại thị trường quốc tế, bán cả nội địa Nhật, và cái giá đó là 25 triệu. Thực sự sản phẩm này mình nói thiệt là các bạn nhìn vô con Stereo 70 này, thực sự làm vài ly bia, làm vài ly rượu nhìn phà phà vô, nhìn nó không khác gì con Marantz 30 khoảng 8 mấy triệu cả. Nhìn nó quá đẹp và nó sang trọng đi. 25 triệu mà về ngoại hình như thế này là đã quá ngon rồi. Nhưng mà ngon hơn nữa là nó sẽ khi các bạn quay ra phía mặt sau chút xíu để các bạn coi thử ở mặt sau nó có những tính năng mà 25 triệu không có bất kỳ một sản phẩm nào có được. Nó có những thứ rất là đơn giản mà chung chung anh đi tích hợp này cũng có. Ví dụ như là có Bluetooth nè, có coaxial, có optical chẳng hạn, hay là thậm chí là phono MM. Nhưng mà những thứ đó nó không có đặc biệt, nó không có quan trọng, nó không thú vị đối với con Stereo 70 này. Cái thú vị con này là gì? Nó có HDMI 2.3, nó ngang với những con AV receiver, AV processor mới nhất luôn. Tức là các bạn sẽ có 6 cổng HDMI, 6 cổng. Nó hỗ trợ đó là 8K này, hỗ trợ HDR10 này, Dolby Vision này. Nó như một cái chiếc AV receiver thật thụ vậy. Thứ hai là cái nền tảng kết nối mạng Health. Thực sự cái mạng, nó kết nối mạng này thực sự nó rất là quen thuộc với mọi người. Ai mà đã từng xài những sản phẩm của Danone hay Marantz, các bạn cũng sẽ biết cái độ tiện lợi của Health nó như thế nào. Các bạn có thể kết nối trực tiếp qua Wi-Fi này, AirPlay, Tidal, Spotify, nói chung xài các kiểu của đài điểu, cắm USB mặt sau trực tiếp xài cũng được luôn.
thực sự nó quá tiện lợi đi, và nó giải mã là DSD, PCM, HRS đầy đủ hết. Nhưng cái độc đáo và cái đặc biệt nhất mình muốn nói đến với mọi người đó là con này nó có cái anten của FM và AM luôn. Nên nếu các bạn nào mà muốn từ bỏ cái thế giới nhạc số, muốn đi về với lại một cái gì đó cổ xưa hơn, cổ điển, retro theo đúng phong cách thiết kế con này, thì ở sau nó có cái FM. Các bạn mở lên các bạn nghe FM VOV cũng được luôn. Thực sự một cái điều rất bất ngờ và rất tiện lợi. Và thực tế chính cái radio này, chính cái FM này, nó đã tạo nên cái tên cho Stereo 70S. Nó là cái tên Stereo Receiver. Bởi vì chữ Receiver thì thứ nhất các bạn có thể hiểu nó có thể FM là một, và nó có thể giải mã những cái thợ chuẩn TV, những chuẩn hình ảnh cao cấp và mới nhất. Tuy nhiên nó cũng không hẳn là stereo không đâu, bởi vì các bạn có thể cắm một cặp loa như thế này, hoặc là cắm hai cặp loa cũng được luôn, bởi vì nó là hai cặp AB, nó có phát song song được cũng được. Hoặc chơi theo kiểu 2.2, tức là hai con loa này không thêm hai cái sub, là coi như mình đảm bảo các bạn xem phim thoải mái, rất đã luôn. Về mức công suất tại 8 ohm nó là 75W. 75W tại 8 ohm, và quan trọng nhất là class AB mọi người. Class AB chứ không phải class D. Giá rẻ như thế này, nhiều công nghệ thế này, và nó là class AB. Thực sự với cái giá tiền này mình không thể nghĩ nổi có một cái sản phẩm nào mà nó có công nghệ như thế này, nó đẹp như thế này và là class AB như thế này nữa. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Có bao giờ anh nhớ em khóc buồn với thì cái điều đầu tiên nếu mình muốn gửi đến mọi người á, nếu mọi người nghĩ cái Marantz mà nó vẫn có một âm thanh ấm áp, chậm chậm, ngọt ngào mà hơi quyền quyện chút xíu á, thì mình xin lỗi với mọi người luôn, đó là chắc là Marantz của thế hệ phụ huynh rồi. Bây giờ Marantz mới cái tiếng nó khác hơn rất là nhiều, đặc biệt nó tiếng nó có thể hiện sự năng lượng hơn, cái rộng hơn, tuyến tính hơn, và quan trọng nhất đó là cái dải trung âm nó có một sự trung thực rất là đặc biệt. Đầu tiên thì mình nghe thử là Random Access Memory. Cái điều mà mình khiến mình cảm nhận được đó là cái timing của Marantz và Barry Wilkins nó rất đặc biệt mọi người. Nó không phải là kiểu nó chậm chậm, nó ngọt ngọt như kiểu những sản phẩm của Ben Dup hồi xưa hay Marantz hồi xưa nữa. Bây giờ nó chính xác, gãy gọn, đánh rất tốt, tách lớp cũng tốt nữa. Nhưng mà các bạn cũng không thể nào mà nó đòi hỏi nó phải một cái giải trầm mà xuống sâu như là những con 700 series S702 S3 nè, hay là những con Amply lớn hơn. Bởi vì sao? Đơn giản hơn. Con này một con loa bookshelf nhìn nhỏ thế này mà. Các bạn có thể cái thôi, cái bass nó xuống sâu được đúng không? Nên các bạn sẽ thấy cái tiếng của nó focus khá là nhiều ở tốc độ và cái sự trong trẻo của cái dải trung âm và dải cao. Và thứ hai nữa, nếu các bạn nghe cái độ tách lớp thì mình thấy nó cũng rất ok về chiều ngang. Tuy nhiên thì nếu mà mình nói về chiều sâu á, thì để mà cảm nhận được chiều sâu thì cái này chắc mình phải đi đến phòng của Đăng Thành Hồng Phúc để mình có thể trải nghiệm sâu hơn một chút xíu đi ha. Và tiếp theo thì mình có nghe một cái đĩa than đây. Lớp cũ ta về, thực sự đây là một cái đĩa than rất là đặc biệt. Một đĩa than mà mình nghĩ nó có quá nhiều những người mà nghe rồi. Audiophile Việt Nam đa số người nào cũng sẽ có một cái đĩa như thế này hết. Các bạn có thể thấy, nếu mà các bạn nghe cái track thứ 2 hoặc là cái track thứ 3 của mặt B, các bạn sẽ thấy cái vocal nữ của nó, nó khá là khác biệt so với là cái thế hệ của những cái Marantz cũ hay là Bauer and Wilkins cũ. Các bạn nghe thấy cái sự trong trẻo và cái sự nổi cối của ca sĩ, của Thùy Chi hay những vocal nữ, các bạn sẽ thấy cái sự rõ. Nó không quá ngọt nha, nó không quá ngọt nhưng mà nó rất rõ, nó trung thực. Và thứ hai nữa là cái nền của nó đã tách mạch khá là rõ ràng. Cái sự nổi khối của giọng ca, đây là cái điều thể hiện mà đánh giá rất tốt ở những con Marantz và Bauer and Wilkins mới. Tuy nhiên thì mình nói thật là mình cũng trải nghiệm thực sự chưa nhiều đâu, bởi vì mà nó mới cái ngồi ở quán cà phê này cũng không lâu. Nhưng mà cái điều đầu tiên mình có thể khẳng định được các bạn đó là cái giá trị của cái hệ thống này, cái giá trị của Marantz Stereo 70S. Và nếu để nói về cái vẻ đẹp của một cái sản phẩm Marantz Stereo 70S này á, các bạn có thể thấy concept của hãng thì đa số họ sẽ để ở những cái phòng, ví dụ như không gian phòng khách này hay phòng ngủ chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy con này nó rất đặc biệt, nó sẽ phù hợp với lại những cái quán cà phê hoặc những nhà hàng có hệ thống TV rồi chẳng hạn. Bởi vì sao? Thứ nhất, các bạn vẫn có thể sử dụng với hệ thống HDMI như mình đã nói rồi. Thứ hai, kết nối không dây rất tiện lợi. Hay là những tính năng, ví dụ như hôm nay chúng ta để âm thanh này theo phong cách, phối theo phong cách cổ điển hả. Thực sự cái thiết kế như thế này nó mang cái tính nó khá là đa dụng. Các bạn có thể sử dụng ở trong những cái không gian phòng bình thường sinh hoạt hàng ngày thôi,
trong không gian chung cư các bạn có thể để trên kệ tivi, mình thấy nó vẫn đẹp. Để trong phòng ngủ ở gần những cái kệ sách hay trên cái bookshelf kìa, cũng đẹp luôn. Và như hiện tại ở tại Neo Cafe này thì mình thấy để ngay đây thì cũng quá đẹp, quá tuyệt vời rồi. Cũng không còn gì mà để mà chơi hết cả. Thực sự một phong cách thiết kế mà từ khi con model 30S ra thì mình có thể gọi là phong cách trẻ cũng thấy đẹp, già cũng thấy ưng. Nói chung ai nhìn thấy cũng ok hết. Và nếu các bạn nghĩ mình ôi ông nông bi nhiều quá, hay là ông nói thế thì chẳng lẽ bây giờ phải ra mua ngay con Stereo 70S này, thì lời khuyên chân thành nhất của mình đó là các bạn có thể ghé trực tiếp showroom của Đông Thành Hòa Phúc. Các bạn coi thử cái con Amly này này, cái con Stereo 70S này, nó có thực sự đúng như những gì mình nói hay không. Các bạn hãy nghe thử đi, hãy mở lòng ra, các bạn hãy chịu khó cảm nhận cái giá trị của sản phẩm này. Thì mình nghĩ nó thật là về công nghệ, về giá trị, về một cái trong cái tầm tiền 20 triệu, 5 triệu này, không có một sản phẩm nào có thể mang lại đầy đủ toàn vẹn từ sự tiện lợi, trải nghiệm người dùng, vẻ đẹp về ngoại hình và âm thanh như Stereo 70S này đâu. Và lời cuối cùng thì mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất như và lời cuối cùng thì mình cũng gửi lời chân thành cảm ơn đến Đông Thành Hòa Phúc và Neo Cafe. Các bạn cũng nhớ ghé những địa điểm mình đã nói trên đây nha, mình cũng để dưới link ở bên dưới comment này rồi. Rồi, chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.